Rồi này mẹ, này em làm video ngắn quay mấy chiếc xe cửa hàng còn. Này em cần xem hình xe nào thì có Zalo 0917750779 đó. Anh em kết bạn Zalo để em gửi hình qua cho xem ha. Hoặc là tới cửa hàng của em xem luôn. Phù mập neo cúp FI GS. GS này đẹp lắm nha anh em, máy rất là bốc nha, em có test rồi, bữa em chạy rất là đã luôn, cứ ngắt luôn đó. Là con sắt ha, 170 hai thắng đĩa luôn, con này chạy khỏi nói rồi. Rồi đây là con quay zin nha anh em, cọp luôn á, chạy hai mấy ngàn cây thôi. Em cần dòng xe nào thì liên hệ em ha, số điện thoại 0917750779. Khu 2 đó, con khách này ai mua bán luôn, số đẹp nữa nha anh em, số Cà Mau luôn, em đứng tên luôn. Ra em có mấy cục dòng máy nữa nha anh em, khoảng vài ngày nữa em có về một lô một cục máy nữa, máy 67 nè, máy cúp, máy quay 110, số wifi luôn, có luôn, xe đang trên đường về nha anh em, máy móc thì ok. Em có cục máy zin của quay trăm quay thái trăm 100 nha anh em, mình sang con theo bộ đầy đủ, anh em nào có cần thì liên hệ với em ha. Xe này giờ em làm hết nổi luôn, chiều làm về gã dàn điện nó ra nó bấy bả hết. Chào anh em ha, cái xe này thì có giá, em có đọc giá trên clip hôm qua, anh em nào còn zin bọng gì đó thì anh em liên hệ với em để em gửi hình qua cho. Cửa hàng em nha. Rồi chào anh em.